Alo, chào mấy anh em nhé. Hôm nay thì tiếp tục mình đi câu cá chẽn cùng với Tâm và Trọng nha. Đây. Hôm nay thì cái điểm này thì cũng khá là lâu rồi mình mới quay lại. Thì được ông hai nói là sáng ở đây cá táp rất là nhiều. Thì hy vọng là mấy anh em hôm nay ba anh em sẽ có một người được chạm được con cá nha và lên được đó nha. Đây, Tâm thì đi một khoảng đường cũng khá là xa. Hơn 700 cây Để đến Cà Mau để trải nghiệm coi thấy con cá chẽm nó dùng Cà Mau nó như thế nào. Thì chúc em may mắn nha. Thường thường mấy anh em đi 2-3 lần mới được lên được cá đấy. Coi thấy em có may mắn hôm nay đi đúng một lần thì xuống Cà Mau mà coi thấy có lên được cá không đây. Giờ là one hit one kill luôn nè. Tới xuống thì mục tiêu là con 5kg. Giờ giảm nó còn 2kg à. Em giảm đi 1 ngày rồi nói anh Trọng ơi chỉ còn 1kg 2kg thôi. Mục tiêu của Tâm thì cũng không có to lắm nhưng cá 1-2kg thôi. Rồi thì để coi để hồi đó em có câu cá chẽm này chưa? Lần đầu tiên anh. Lần đầu tiên luôn, chưa từng lên được con cá chẽm đâu bao giờ luôn đúng không? Chưa luôn. Có lên mâm nhổ cá chẽm thì được. Chưa câu cá chẽm là lần đầu luôn đó. Hôm nay để trải nghiệm để xem sao nha. Giờ mọi người theo chân mấy anh em tụi mình nha. Đụng nó ngay đây luôn. Em nhớ nha. Là đụng nó một cái là không đóng như cái lóc được nha. Gặt nhẹ. Dạ. Cho nó chạy thôi anh. Em gặt một cái là nó sóc lưỡi là cho nó chạy thôi. Dạ. Chỉnh ben lại. Đừng có siết quá chặt quá là nổ dây. Ừ, ok. Chạm con đầu tiên nó hụt nha nè. Tâm chạm con đầu tiên. Bự mà. Nó lao từ bên kia qua nó tát tạp hết. Táp táp dí mồi luôn mà Tâm nó giật mạnh quá. Bên đó không có em, bên đó không có. Đây, bây giờ là mình đánh cái con nhái lắc nha nè. Nhái lắc. Chống vướng à, gỡ cái luôn nha. Đánh dây hình này không cần chống vướng đâu. Đây này nó cũng ít gông. Ồ, nó gượt mọi người. Nó gượt nguyên đường mọi người thấy không? Mọi người thấy nó gượt nguyên một đường không mọi người? Gượt nguyên đường không? Dạ không ông ơi. Dạ mát mát này chắc cá ăn. Ông hai đặt gặp dính cua không? Được hai con cua hả? Dạ. Cá Cà Mau dễ câu lắm nha anh em. Đi hơn 700 cây số thì bao nhiêu ta? Qua quýnh 12 tiếng. Gần 20 tiếng đi câu chẽm thì cuối cùng mình chạm được 2 lần nhưng mà chưa lên được con nào nha anh em. Chạm được 2 lần rồi chưa. Lỗi sinh. Nè anh em nhìn thấy nè, chân giò nè. Mất tất rồi nè, mất cả dép rồi. Chưa lắm đồng hả? Cá Cà Mau không đãi người Lâm Đồng rồi anh em ơi. Gắng cố gắng thì tới chiều chắc cũng có mà. Chúng chạm được 2 pha mà chưa lên được thôi. Bây giờ thì mấy anh em khát nước quá chịu không nổi bây giờ.
sẽ đi vô nhà của người dân và xin nước, coi thử người dân. Anh phải nói là khất thực. Anh phải nói là khất thực. Bây giờ đi vô chỗ xin nước thì coi thử được không nè. Không biết cho không, nếu mà cho thì mấy anh em mới có nước để đánh tới buổi chiều, còn không có là đi vô luôn. Liền rồi đi hết nữa. Đi hết nước quá trời. Đi nước quá. Đi khất thực. Từ Lâm Đồng chạy xuống cho đi phơi nắng Cà Mau cho khát nước rồi đói bụng rồi cho biết cái cảnh. Mà nhân dân câu thì thấy cái chuyện đó là bình thường mà, đúng không? Đúng rồi, bình thường. Ai vô chổng là mình phải năn nỉ. Năn nỉ người dân ở đây coi người ta cho nước không. Sợ nhìn mặt hai anh em gian quá, người ta đuổi tôi cho xin nước. Vậy nè, kêu cô chú con xin nước, con đi từ sáng tới giờ không ở nhà cho con xin nước hết. Bây giờ đuổi con đi. Đuổi con đi. Ở đây thì nước rất là nhiều mà toàn là nước mặn, không phải nước ngọt. Không uống được. Giờ thì hai anh em mình đi vô nhà xin nước. Ra ở ngoài đây là có nhà của người ta, ở phía sau là có nhà của người dân. Lội ra tới đây thì bên đó bên sông thì mình không có qua sông được rồi. Mà xích đằng kia, nhìn xa đằng kia. Nhìn xa xa đằng kia tầm khoảng 200 mét nó có một cái ngôi nhà đằng kia kìa. Giờ mời đại đẳng mình xin thôi. Không biết đại đẳng người ta cho không nữa. Mà cũng phải lội đại đẳng đại thôi. Nếu mà lội đại đẳng mà không có nước thì mà lội về thì chắc hơi bị ngán luôn á. Khô hết chưa? Khô quá chân. Đuổi không? Dạ. Đuổi rồi. Cái này là do hồi nãy làm đổ nè. Nãy em uống. Em uống hết luôn hả? Em tưởng đâu là còn nửa chai nữa. Hết luôn rồi. Em khát em uống á. Do mấy anh em đi thì cũng có đem nước mà đem ít á. Nghĩa là tưởng là đánh gần. Đánh có một chỗ nữa mình đi vô thôi. Mà đánh thì không có cá nên anh em lội ra tới ngoài hậu đánh luôn. Lội xa. Nên giờ là chắc giờ là tầm 12 giờ trưa nắng cái này đó mà không có nước á đánh chịu không nổi. Phải đi thôi, phải lội thôi. Có tiền mà không mua được nước mới chết rồi. Bây giờ là đang không biết là liệu đẳng lại xin nước có nước uống không đây. Ôi, đằng kia bịch nữa kìa, không đi được nữa kìa. Kia bịch quá. Chủ nhà ơi. Chủ nhà ơi. Chủ nhà ơi. Nhưng không ai ở nhà. Cô ơi. Chủ nhà ơi. Ở đây vòng đây có cái tiệm tạp hóa nào không cơ? À, tôi mua nước thôi. Còn đi câu cá mà lỡ hết nước rồi. Không có nước. Chỉ có sữa hả chứ không có nước. Có sữa hả? Nhà mình vậy mua có mấy lon nước ngọt hay là Coca gì không? Vô bán lại cho tụi em hay là bán cho tụi em? Ông tôi cho bán cho em xin mấy nước đây. Có nước đá, nước lạnh rồi đó. À kìa có kìa. Dạ được, cho em 3 lon đi. 3 lon đi. Vậy cho em nước lọc nữa, bán cho em nước lọc nữa được không? Có cái chai gì á gì chịu bán cho em cái chai bự cũng được. Dạ lấy nước lọc á. Dạ. Thì lấy cả ba lon nước ngọt chứ cả nước lọc luôn chị. Có nước đá không mà? Đây. Nước đá đi. Ờ có nước đá. Vô trong phích đó giùm em một phích nước đá đi. Rồi. Tôi cứu rồi. Đi câu cá gì? Dạ tụi em đi câu cá chẽm. À, câu trong vuông đằng của bà hai đây nè, của ông hai bà hai đây. Lội mới đầu đi cũng có đem nước nữa mà bị lật đổ rồi đánh lâu quá rồi không có nước. Bây giờ đi kiếm nước. Vậy là mấy nãy mình có nước uống rồi nha. Đó, mọi người nghe tiếng nha. Hên lại chủ nhà cho xin nước. Nước uống. À, vậy là mấy anh em mình có thể đánh tới chiều được rồi. Rồi chết luôn á. Bây giờ mình uống trước đây đi rồi chút đừng cho đầy vậy này. Rồi kêu lấy người chồng là không có nước lọc giờ có nước ngọt.
Nè mà hồi nãy mình ở vị trí đó thì mình đi vòng cái đường đó, vòng qua đó, vòng qua đó, vòng qua đây để ra đây xin nước. Mà trong khi đó nó có một cái đường thẳng luôn, từ đây đi một cái đường thẳng là chỉ là mất là có 1/2 đoạn đường hồi nãy thôi. Mà mình không đi mà mình đi đường vòng. Giờ thì mình biết đường rồi. Đi đường này thì nó sẽ nhanh hơn. Hả? Kiếm gặp mò mềm đó hả? Dạ. Kiếm gặp ở đây hả? Dạ. Nằm ở vỏ ngoài nè. Uống nước xong thì mấy anh em mình tiếp tục đi câu nữa nha. Vì mấy anh em mình chưa ai là được cá cả. Đi đi từ chỗ nhau anh ở. Gì vậy anh? Thôi. Gì vậy? Nữa rồi anh em ơi. Hoàng anh em ơi. Cái tâm lý đó, cái khoảnh khắc đó là mình bây giờ mình mới lấy lại tinh thần nha nè. Hết hồn buồn chồn. Đang suy nghĩ vu vơ về một cái vấn đề nào đó. Rồi kéo thông thả tát một phát thì tim rớt ngoài. Phải rồi, thấy cá Cà Mau chưa? Tỉnh ngủ luôn. Trời ơi, cá bự. Trời ơi. Cá bự. Con cá là tầm mười mấy ký không hai? Cá mười lần của con không hai? Dạ. Anh đang có câu à? Ủa, tấp nữa. Ghê chưa? Măng đâu? Chẽm. Chẽm mà. Con nhỏ mà. Bự đó. Nhỏ. Con đó không nhỏ đâu. Con đó còn 9 kg chứ làm gì được 10 kg. Con đó là con chẽm á. Con chẽm ở trong đùi gông á, đùi gông nó mới ra không, nó gượt theo anh được nó táp nè. Ừ. Ghê chưa? Con bò nè. Ai đánh ghê chưa? Nó vừa quất trước mặt em nữa. Kì nó gượt chổng kìa. Bự đó chổng. Đánh đi Tâm. Hai ba con luôn kìa. Anh Duy ơi, quýnh anh Duy ơi, cá đang ăn. Vậy ạ. Đúng hàng rồi nha anh em. Chỉ còn lên cá nha anh em. Wow. Ba anh em đi thì đây là con đầu tiên. Wow. Đã không? Đã quá đã. Thảy vào đó quay qua đó chụp liền. Không biết bự không đây. Cũng trọng. Sữa nha. Đúng rồi. Con này thì cũng không to. Cái này được cái cảm giác rồi. Chích con biết á. Hỗ trợ anh có kẹp đó không? Hỗ trợ anh kẹp cho mình nha. Qua bên đây đi. Wow. Ô còn chạy nữa. Khỏe lắm á. Dính con một lưỡi rồi đúng không? Dính con lưỡi không? Ghê chơi. Lưỡi này là lưỡi chống xét chống gỉ nha. Bả con đầu tiên. Con cá anh em ơi. À. Gắn lên Tâm ơi. Hy vọng sẽ đụng con to hơn con này nha. Quá đã anh em ơi. Đó, ăn phê lắm. Con này mà nó chạy khỏe lắm. Thì đây mấy con cá này là mấy cá ở ngoài sông nó vô chứ không phải là cá nuôi nên nó khỏe lắm. Rồi. Về nha, sướng nha.
Hai mô. Cái món này giờ là mình bị nghiện luôn á. Nghĩa là đi câu lúc nào cũng có dính thì cũng làm cái món này. Mà khi nào mà không đi câu là sẽ thèm cái món này. Chén nước chấm nè. Nói chung là không thể review được nữa. Đi nha. Giờ thì mình mời anh em nha. Nè, chấm dưới chén nước này. Mời anh em nha. Bắt đầu cái phần ngon nhất nha anh em. Ôi, thịt nữa nè. Còn nóng luôn. Mời anh em nè. Chấm đậm vô. Ừ, nãy có dưa leo mà. Đừng có gọt anh Toàn. Người cầm trái cắn á. Đúng rồi. Xong rồi. Cái rồi không luôn. Dưa leo mọi người. Đều chấm nè. Giòn. Ngon lắm em. Chín hết luôn á. Ngọt. Cực kỳ ngon mà cực kỳ ngọt luôn nha anh em. Đây là lần đầu tiên trong đời mình được ăn cái con cá chẽm mà câu lên xong rồi ăn luôn như thế này. Anh Hùng trong biển lửa. Ở giữa một cái view thì không thể nó không thể nào nói gọi là đẹp hơn được nữa. Đi câu mà được làm được ăn uống đồ ở ngoài cái địa điểm câu luôn thì đó là cái thú vui tuyệt vời nhất của anh em cần thủ rồi. Đây. Đây. Ăn cá nướng này mình gấp cái tảng bự á, nó sẽ ngon hơn nha. Đây. Thịt có chẻm dai, béo ngọt. Ăn xong giờ ngủ nhất 4 giờ về. Mọi người biết sao mà thịt cá chẽm nó ngon như thế này không? Tại vì nó ăn toàn là đầu bổ thôi nè. Con cá chẽm này là nó ăn tôm sú nè, ăn cua nè, nó ăn tất cả cái đồ ngon. Nó tích tụ lại thịt của nó. Nên thịt nó rất là ngon. À, cắm mồi ở đó rồi cá chẽm ăn luôn. Dạ. Chắc vài bữa chắc tụi con cắm kiểu đó quá. Tụi con lua đã vô dịch. Đi đường mép bên đây nè. Mép bên đây nè. Ê, ăn. Dưới đây bự luôn. Trời trời. Bự luôn. Ô. Cá chạy mị lên kia luôn á. Chết luôn. Ô. Chạy khỏe quá, lên tới kia luôn kìa. Mày mị lên kia luôn. Ê đi đẳng mà bơi xuồng anh lại đây giùm anh đi theo nó mệt rồi đó. Chưa coi sao anh xuống được. Đây, xích đây. Cá thì nó cũng đuối. Nó đuối anh em ơi. Mà nó quấn vô cây không biết bắt được không đây nữa nè. Rồi, ok. Bơi đắng. Bơi lại. Nó mắc vô cái đài lú á. Cá thì nó cũng đuối rồi. Mắc vô cái cây đó mọi người. Sảy không trời. hồi hộp quá anh em ơi. Nó mắc cái cây đó, nó quấn nó 2-3 vòng rồi. Kìa. Dướng nó kìa. Trời ơi cái này mà nó làm cái hột một cái là sảy luôn á anh em. Đây. Còn. Dạ. Đúng mà. Ê cứ cặp đây giùm anh ơi. Kìa nó chạy. Ôi dưới luôn ạ. Ê, chập giùm anh nha. Kìa. Kẹp. Ok. Ok.
còn khỏe quá, nó còn khỏe quá. Cuối cùng thì mình cũng chinh phục được nó nha anh em. Cá khá là to luôn. Đánh quá cho nhiều loại mồi luôn, không ăn. Tới mà mềm nạp ép với lưỡi đậu bên mình thì nó ăn nha. Sướng lắm. Chạy cá chạy rất là khỏe. Đây là những con cá thiên nhiên ở ngoài sông nó vô trong cái đầm á mọi người. Mà nó ăn tôm cua mọi giờ nó ba lớn đây nè. Mọi người thấy nè. Quá đã anh em ơi. Cảm giác quá quá sướng luôn. Cái cần mình đánh đó là cần Horai máy Senna thôi. Dây thì dây Toman. Hai chấm nha nè, mà sang được thằng to nè. Hai ông hai đợi hai anh em mình hai miếng dưa hấu khá to. Con cảm ơn ông hai. Bữa nay cũng như là bài ca hay có thưởng. Hai cái đỡ hôm nay lên được cá to ông hai thưởng cho hai miếng dưa hấu. Rồi, con cảm ơn ông hai nha ông hai. Thì lên được cá ông hai thưởng cho hai miếng dưa hấu hai anh em sẽ ngồi ăn. đang khát nước nữa. Ngọt quá.